Một cái vấn đề ở giai đoạn luật kinh doanh bất động sản có quyền bán cho thuê mua nhà ở công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng, vân vân. Vậy tại sao mình sẽ highlight cái bán và cho thuê mua? Bởi vì câu chuyện là trước giai đoạn 1/8/2024 nó sẽ có thêm một cái dấu phẩy nữa: bán, cho thuê và cho thuê mua. Vậy thì ở đây các anh chị có hình dung câu chuyện là thuê và thuê mua nó sẽ khác nhau thế nào mà? Các anh chị cho mình là có đã có ai tiếp cận với những cái loại hợp đồng hoặc cái hình thức thuê mua chưa? Thôi ok rồi, thử thì thử trình bày. Theo cá nhân em hiểu thì cái thuê mua nó giống như một cái hình thức mà cho một cái người họ muốn mua bất động sản đó, nhưng họ không đủ điều kiện pháp lý, thì họ sẽ ký một cái hợp đồng kiểu cho thuê mua, giống như là thuê hợp đồng thuê cái tài sản nó dài hạn và có đầy đủ quyền chức năng, giống như là một cái chuyển nhượng, giống như là một cái hợp đồng đang sở hữu một cái căn nhà đó luôn. Dạ, cảm ơn anh. Câu trả lời của anh khiến mình tự tin hơn về nghề nghiệp của mình rồi. Dạ. Để mình giải thích lại câu chuyện này chút xíu nha. Tức là nó, sorry anh, nó đúng cái phần sau nha. Cái phần sau nó đúng, còn cái phần để lý do để nó ký thì nó chưa chính xác lắm. Mình sẽ làm lại cái vấn đề này. Thứ nhất là hoàn toàn đúng như anh sorry tên gì? Anh Huy, ok. Hình như anh Huy chia sẻ cái cách làm cho thuê mua nó đúng. Tuy nhiên cái lý do cho thuê mua, cái mục đích của việc cho thuê mua thì nó chưa có phù hợp lắm ở chỗ là như vậy. Là cái việc mà liên quan đến cho thuê mua, mục đích của nó là cái gì? Nó y như các anh chị được xài thử hàng vậy đó. Năm nay nó câu chuyện bây giờ tôi muốn mua cái nhà này mà tôi không biết là tôi ở nó có hợp không, phong thủy nó có tốt không, rồi vợ chồng có cãi lộn nhau không. Tất cả những thứ liên quan đến cái bất động sản này tôi chưa có trải nghiệm thực tế ở đó. Nhưng mà nếu mà tôi trải nghiệm thực tế tôi phải làm gì? Tôi phải mua. Vậy thì nếu tôi mua rồi giờ nó không hợp thì sao? Bán lại à? Thì khi mà vấn đề chúng ta mua rồi mà chúng ta anyway thì cái việc triển khai nó không phù hợp thì chúng ta sẽ thực hiện việc bán lại cái sản phẩm đó. Tuy nhiên thì nó sẽ tạo cho chúng ta cái sự khó khăn cho cái vấn đề này, đúng không? Cho nên thuê mua nó ra đời nhằm mục đích là như vậy. Tức là nôm na là anh chị cọc một khoản tiền nhất định, và các anh chị cái tiền còn lại, mình nói đơn giản chẳng hạn cái nhà này có giá 10 tỷ đi, anh chị sẽ cọc 1 tỷ, 2 tỷ gì đó. Cái tiền còn lại, 8 tỷ còn lại, các anh chị sẽ trả, chẳng hạn mình nói là trả trong 8 năm, mỗi năm là 1 tỷ. Thì mỗi năm đó cái 1 tỷ mà mình trả nó không phải là tiền mua bất động sản mà nó là tiền thuê bất động sản đó. Và đến khi các anh chị đã trả đủ 8 năm, kết thúc cái mốc cuối cùng là cái năm thứ 8 rồi, thì nó sẽ cộng lại số tiền mình trả là 10 tỷ, đúng không ạ? Là bằng với bất động sản đó, thì các anh chị sở hữu bất động sản đó. Vậy thì trong bất cứ cái thời điểm nào khi các anh chị dừng việc thanh toán tiền thuê á, thì nó y như mình kết thúc một cái hợp đồng thuê vậy thôi, và mình không có ràng buộc về cái nghĩa vụ thanh toán còn lại. Và điều đó nó tạo cái sự nôm na là nó tạo cái sự chủ động cho cái người mua khi mà họ có nhu cầu trải nghiệm cái sản phẩm đó, và họ có nhu cầu trải nghiệm nhưng họ không chắc chắn, make sure về cái vấn đề quyết định của mình. Thì đó là vấn đề của cái thuê mua. Đó là câu chuyện khác biệt. Thuê mua khác thuê và mua nha. Thuê phải mua, phải thuê mua. Ba cái đó là ba cái loại hình độc lập với nhau. Vậy thì câu chuyện liên quan đến cái vấn đề tại sao mình để đề cập đến cái vấn đề thuê mua này. Việc mình đề cập đến cái vấn đề thuê mua này nó sẽ giải quyết cho câu chuyện ở phía sau liên quan cái mốc mà con số gọi là con số nhạy cảm, số 50% mà sau này thị trường nó rất là public với nhau. Thì thuê mua thì tí nữa mình sẽ trao đổi vấn đề đó, và trước mắt câu chuyện này chứ đã giải quyết được vấn đề này thì chúng ta sẽ thấy là đối với cái việc bán cho thuê mua ở trong giai đoạn cái vốn bất động sản 2024 nó khiến cho cái vấn đề thuê bị bỏ ra hoàn toàn. Tức là đối với nhà ở công trình xây dựng, sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai, nôm na là trước 1/8/2024 đối với những cái nhà hình thành trong tương lai anh được cho thuê. Nhưng mà sau 1/8/2024 thì anh có được cho thuê cái đó nữa hay không? Không được cho thuê cái đó nữa, anh phải có cái nhà hiện hữu thì anh mới thực hiện được cái việc cho thuê đó. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Tôi không thể cho thuê một cái tôi không sở hữu, hay là một cái nó không tồn tại, hay một cái nó dự kiến tồn tại trong một cái mốc thời gian nào đó. Tôi phải có cái tài sản đó thì mình mới đem cái tài sản đi cho thuê được. Anh chị hình dung ha. Đây là cái vấn đề mà
một cái lưu ý khá là quan trọng và cần thiết để các anh chị quan tâm trong giai đoạn này.